God, nó đã đến điểm gãy. Kyuhi thì hiện tại là bé rất là khuyến khích việc Hira, bé đang muốn Hira nó tham gia vào cái gì nhỉ, cái cuộc thi nhiếp ảnh đúng không? Bé muốn Hira nó kiểu tôn trọng bản thân mình hơn ý, cho bé có giá trị hơn ý, thì bé tự nó cảm thấy có giá trị hơn. Thì và mối quan hệ của anh chị ý, hiện tại thì vẫn là bình thường đúng không? Tuy nhiên thì mình cảm thấy là nó sẽ có, nó sẽ phải nó sẽ tiến đến một cái vấn đề có thể trong tập này hoặc tập sau. Tại vì có 4 tập thôi ý, thì ok nó sẽ tiến đến một cái mức ok, let's go. Câu lạc bộ nhiếp ảnh của Yame bé. Bé đã phân vân chọn ảnh để gửi đi thi. Nó không gửi được ảnh cookie Yui à? Cô Yama là người hiểu rõ nhất mà. Tôi không xứng đáng để sánh bước bên cậu ấy sao? Trời đất rồi. Mình đã hiểu cái câu. Thế nhờ một bạn comment giải thích câu gì nhỉ? Trước hôm trước mà Hira à mà Kira nói là nó muốn hai đứa cùng chung một thế giới ấy, thì tức là thế giới kiểu như là chúng ta bình đẳng đúng không? Thế giới nó muốn kiểu như là Hira đối xử nó một cách bình đẳng. Thế nên là cưng lên học đi, học cách đối xử với nó một cách bình đẳng đi, kiểu tại sao tối qua cậu đi ngủ không tắt tivi vậy hả Kiyo? Cũng phải trả tiền điện nên là cậu bắt đầu phàn nàn, bắt đầu bắt lỗi nó. Đừng nuông chiều nó. Bao giờ nó mới dám phàn nàn cái về Kiyui vậy? Đừng có dâng bé lên một cách không phải mỗi mình có cảm thấy có vấn đề nha. Kiyoi nó cũng đang tự cảm thấy nó có vấn đề. Hai cưng. Kể cho mình xem cậu thấy gì tối qua nào. Bé Du ạ. Cậu thấy khởi động buổi sáng nào. Không, cậu không phải chiều nào, vậy cho nó tự đi, đèo biết gì hết, bảo nó tự đi đi. Tôi bảo cậu học cơ mà, cậu học đi cho nó bắt taxi. Nếu nó không biết taxi thì bảo nó dạy nó. Khi nào thấy xe đến thì vẫy này. Cái gì? Thì có thể chiếc xe đạp phát ra âm thanh lọc cọc này không còn phù hợp với cậu ấy nữa. Ok.
Hira và sự tự ti của bé ấy. Có gì mới lạ đâu? Có gì? Vậy theo cậu cái gì sẽ phù hợp? Hả? Cái gì sẽ phù hợp với Kiyoji bây giờ? Một cái máy lọc không khí hiện đại à? Nào! Trời ơi. Eternal. Trời, fan club. Eternal. Vinh cửu. Cảm giác như kiểu giống một nhóm người đang mong muốn ông trời mưa xuống vậy. Mưa xuống đi ông trời ơi. Bọn tôi sẽ hiến tế cho ông Justin trong một chút. Oh my god, ấn nhầm. Xong rồi kiểu một nhóm thanh niên mới bê Justin Bieber ra. Oh, chúng ta đã có kết quả. Xong Justin Bieber kiểu cho người khác là không các bạn. Mình sẽ cho các bạn mỗi người một cái album mới nhất. Nó đã trượt. Nó đã trượt rồi, trời nó đéo thể bình tĩnh được rồi. Xong con rùa kiểu đấy chưa, tao bảo mày chụp tao gửi ảnh thì chụp ảnh tao gửi đi, không phải là đỗ rồi đó lao nhanh như một con điên. Đừng khi xuống hổ nhỉ. Ôi cái bài này mình thích, bài này hay, bài OST của phần 1 ấy. Nếu tôi để lại tôi ơi. God. Eternal. Cái phần movie cũng tên là Eternal đấy. Hóng phim movie quá bạn ạ. Trời ơi kiểu ôi, nó nấu kiểu như nó cho kiểu Thái Hoàng Thái Hậu ăn đi các bạn. Nó kiểu ô không, mình nó kiểu mình thua, mình thất bại rồi. Nhưng mà mình nấu món gà thuốc bắc ngon nhất Tokyo. Chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ mình đâu. Wow. Amazing. Amazing. Đây là QE, nó đang ủng hộ, nó đang muốn muốn Hira bước vào thế giới
của riêng chúng ta đó. Bé rất là cổ vũ, à, bé rất là kiểu động viên luôn đấy. Amazing. Bé rất là xây dựng luôn rồi đấy. Một giải thưởng khác, à một cuộc thi khác cho cơ. Trời ơi, nó rất... Tức là nó rất Kyori nó đang rất là tính chất xây dựng ở đây rồi đấy. Mình còn Hira thì nó mình cảm thấy nó vẫn nó đang cố gắng hơn một tí nhưng mà cảm thấy nó vẫn gần như là kiểu chả gì thay đổi. Còn Kyori nó thực sự mình cảm thấy nó rất là cố gắng luôn, nó kiểu như là nó đang làm mấy việc nó làm, nó kiểu đổ cốc cà phê vào cái máy ảnh của cưng đấy. Và việc của cưng là gì Hira? Việc của cưng là chửi chửi nó, chửi thề mày đang làm cái đéo gì vậy, mày cái máy ảnh này là món quà sinh nhật mà mẹ tao đã, chứ không phải là cưng kiểu chạy đến xong kiểu ôi mình xin lỗi để cái máy ảnh ở đây đúng cái chỗ công nước của cậu để mình lau cho. Mày phải học đi. Trời đất ơi, nó đi làm thêm một công việc sao gọi là làm cái đêm lỡ ổ mình sao xong mặt nó kiểu nũng nịu ý. Trời ơi, what? Naho mình thích một Hira hoảng loạn, nó sẽ làm những thứ cực kỳ bất ngờ. Không muốn đứa trẻ con. Chị gái à? What? Chị gái à? Có vấn đề gì nhỉ? Chị đã nhận ra Kiyoi là một diễn viên. Cưng ơi, cưng. Đúng rồi chị. Em với chị cùng nhau ngắm Kyoei đi. Chúng ta cùng nhau lên nhìn lên bầu trời nha. Cậu ấy ở tiếp trên kia.
không đồng ý, không không cả. Phân ô tô đã chứ không ạ? Friends. Thông đất chứ không ạ? Tomodachi à, đúng không? Tomodachi. Fuck Hứa cùng you. Fuck chị nhắn you. tin này. Nó không dám. Nó không hề dám. Không phải nó sợ tiết lộ mà nó không Có dám tình sao? sánh ngang hàng ấy. Oh my god. Nó là một loại. Cái sự. Nó bắt mình bắt đầu cảm thấy hơi ức chế đấy. xin được cắt tóc mọi người chưa? Nam mô chị xem nào. À, yên nắng cả. Cá sẵn như vậy thì chút tôi đưa xuống nhìn cho nó. Nó chỉ có. Em ơi, đại丈夫 đâu. Xuống như xuống được thì có tôi yêu nó thật thật. Chưa. Ủa nó có tôi nắm tôi xuống như xuống. À. Chút tôi thật thật mất chặt đấy. 最初ファンなのかって聞かれたんだけど、はあ、あ、けど友達なのねって納得してもらえて、友達だよって答えたんだけど、cưng nghĩ sao,本当なの？cưng nghĩ sao, à どうなんkia ですよか？ý, ヒロ。キユウと自分が友達だなんて ok,恐れ多くて昨日そうだなよかったんじゃ oh ない？my god. お母さんもお前に友達がいるって分かって一安心だごめんNó có một俺のこsự と conflict. 気になる。それそうNó có một sự conflict về 大丈夫だよ、キウイ。キウイと俺の親は何も関係ないから。関係ない。Chết rồi. キウイと俺の親が関わOh my god. ることなんてこの先一生ないから。だから君は何も心配しなくていいし。Cái sự ね。oh my god. No. Cái sự khác君？俺biệt と親về の親は cái一生何も関係ないの。sự khác biệt về tư ほtưởng ら、của hai bọn約nó,束ai するよ。nó bắt đầu nổi lên ở đây. Chết rồi.君？Oh今俺がどんな気持ちか分かるか？分かんない。即答すんな。Oh. わかんないなら聞かないJesus. ろ。Oh. もう、Jesus. 謝ってほしいわけじゃねえんだよ。Oh my god. だって、怒ってるから。いつもそうだな。No, gãy rồi. 俺が悪かったら反射的に謝って。でもお前、本当は分かってねえんだろ。全然わかんないよ。ユーザーの星とそれを見上げてる人間が同じなわけないだろ。Đúng không? Cái一致sự性khác で言っbiệt てるんvềだよ。だから俺と君は1ミリも交差してsuy ないんだよ。nghĩ同一線của上anh も同じchị人đã間同nổi士だし、lên rõ だからなこっそちがは一ね層輝くんだよ。特đến に触れ合う cực時の đại瞬間、そういうのは全部自分のレベルのことを踏んで落とすってことなんだよ。だから兄が痛いのかって言うと、つまり俺は君を分かりたくない。Tất cả những gì nó muốn. Ui. cô mày là
Cháu rồi, đây là chính là tâm trạng của thái độ của Kiwi, chính là chúng ta, chính là mình điên lắm rồi. Nó wow. Like nó God, nó đã đến điểm gãy cảm xúc, gãy mối quan hệ, gãy. Cậu thấy chưa? Cưng phải thay đổi rồi. Cưng. Ôi. Nó còn trời đất ơi, làm thế nào bây giờ nào để nó thay đổi đấy. Jesus. Jesus. Eternal, 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 eternal. What? Không biết tập sau anh chị chắc sẽ có một bàn thuyết 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 trình gì đó về da và bé sẽ hiểu ra, nhưng thực sự là thề luôn, những gì Kiwi nó muốn là cưng Hira, cưng lấy cái vương miện của nó xuống. Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi hái dâu ở một trang trại trồng dâu tây. Nó kiểu như là nó đơn giản như vậy thôi, hiểu không? Và cương phải biết cách bắt đầu phản đối, học cách phản đối nó đi, tại vì nếu cương coi nó là vua ấy, vua thì có bật đéo bao giờ sai cả, vua nó cái đéo gì cũng đúng ấy, đéo được. Một quan hệ thế đất đéo thể, chúng ta phải thay đổi đi. Trời ơi, Hira,